Hôm nay là mùng 4 tháng 7 2020. Tiếp nhận bệnh nhân bị viêm xoang khá nặng. Nó thuộc dạng đa xoang. Bác bị bao nhiêu năm nhỉ? Bị hơn chục năm rồi. Hơn chục năm à? Mà lần điều trị như thế nào? Đi chỗ chủ và bác sĩ chỉ dẫn là mổ. Phẫu thuật là mấy lần? Hai. Năm nào? Phẫu thuật xong nó có nhẹ hơn không? Nó chỉ được một thời gian khoảng 2 tháng. Xong nó lại đâu để đấy nhỉ? Cái đặc trưng của bác là nó đau nhiều hay là nhức nhiều hay là nó mờ mắt hay hát hơi nhiều? Cả mờ mắt, cả hát hơi. Thế có ngạt lắm không? Cả ngạt, cả đau nhức, chán, gáy. Đờm dịch nhiều lắm hả? Vâng. Nhà bác ở đâu nhỉ? Đi nhà bác là bác. Cố gắng lên bác nhé. Cơ chỉ có đau lắm không? Bình thường. Bình thường.